Hello, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại hết xui nhá. Đi ra ngoài ngoài kia còn chỗ trong này hết đất rồi. Nếu chị muốn vào đây làm ăn thì chị cũng phải nào nào con chạy các bạn. Đây anh em. Mình đang review về quả hồng anh em nhá. Mình ăn cả vỏ luôn đây các bạn. Ngoài nào ngoài nhà kia xì già xanh xanh này á, thế thì phải ra ngoài bãi đất ngoài kia với các anh như rồi, trong này phun hết rồi, ăn đi. Đấy, anh ạ, bây giờ mình sẽ ăn quả hồng rồi nhá. Mình ăn không gột vỏ. Rất là ngon đấy ạ. Quả rất là ngon luôn. Đấy, rất là quả hồng anh em ơi. Ăn tuyệt vời. Quả này không bị khé anh em ạ. Mình đưa nó đi kia. Nó ngon. Ngon như kiểu chị anh em vậy. Nóng quá. Nóng quá. Thế mà thì anh em thấy cây thẳng không? Em thấy cây thẳng không anh em? Thẳng tắp luôn. Mẹ con gì vậy chúng mày? Cái đấy của mình bị bạn chấn mất rồi anh em nhá. Khá là buồn. Mồm vâu nhá. Nóng thật anh em ạ. Quả ăn quả hồng ngon phết anh em ơi. Hôm qua thì mình ăn một quả nó chát lè lưỡi lè cổ ra, hôm nay thì nó rất là ngon. Vì thế mình không cho đâu anh em ạ. Quả hồng mình cảm thấy ăn như quả táo anh em ơi. Nó rất buồn cười. Mà nó cũng là quả hồng luôn. Nóng quá anh em ạ, mình đang nghe một câu chuyện nhắm lời. Anh em ạ. Không có được cạo anh em ạ.
Mình đi gọt tiếp anh ơi. Anh cho mình gọt với. Nếu chặt tay bảo mình nhá. Oh, mình tìm thấy một thứ để review rồi anh em ạ. Anh em đợi mình 20 giây nhá. Mình đã tìm được một thứ nữa để mình review. Mình sẽ phải nhanh chóng. Quả mình vừa thấy nó rụng ở trên trên cây xuống anh em ạ. Mới tinh luôn. Mình vừa thấy nó vẫn đang lúc lắc. Yeah. Nó tuyệt vời. Mình phải giấu ấy. Đấy, khá là hay anh em thấy không? Một thằng bùm vô, một thằng béo nhá. Ngại. Ok anh em, chúng ta mình đã review cho anh em về ăn quả hồng rồi anh em, rất là ngon. Đấy, anh em ạ. Hãy nhớ là thử và cho mình biết cảm nhận của em, hãy comment phía dưới video với nha. Nhớ là ủng hộ mình với là like, share, subscribe, đăng ký kênh, bấm nút chuông nhận những video mới nhá, mình ra mắt. Ok, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em video sau. Tạm biệt tất cả anh em nha.